Em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh video Hoa Lan Ninh Bình. Thưa các bác, thì hôm nay em xin phép được gửi đến các bác một cái bài viết những trò bị bợm và lừa đảo trong cái việc chơi hoa lan. Thưa các bác, thì trong cái thời gian vừa qua ấy, thì cái phong trào chơi hoa lan thì phát triển khá là mạnh, rầm rộ, được diễn ra trên mọi miền đất nước và được diễn ra trên mọi cái lứa tuổi cũng như là giới tính rồi tầng lớp. Từ đó mà cái giá trị kinh tế của những các cái cây hoa lan đẹp, những cái cây hoa lan đột biến thì nó cũng đã về với cái giá trị thực của nó. Và nó còn không dừng lại ở cái giá trị đó, nó còn được bị thổi phồng lên với một cái giá trị rất là ảo. Rồi cũng từ đó mà nhiều người lúc đầu thì chỉ xuất phát từ cái niềm đam mê chơi lan thôi. Rồi đến những cái người mà vào rừng lấy lan thì đã đổi đời nhờ tìm hoặc là sở hữu được những các cái giò hoa lan đẹp. Chơi lan ấy, thì là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của hoa lan mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Nó cũng giống như mọi những các cái thú chơi khác, đều là món ăn tinh thần, không kém gì vật chất. Nhưng mà những các cái món ăn tinh thần mà lại sản sinh ra vật chất, mà người chơi thì lại không biết kiềm chế được cái lòng tham, thì nó sẽ biến thành một cái tệ nạn xã hội. Nhiều người đã mượn câu là chơi lan đã dễ, mấy người biết hoa trong truyện Kiều của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du để gửi gắm cái tâm trạng của mình khi thấy một trò chơi đã phần nào nhuốm màu tệ nạn như chơi hoa mà cụ Nguyễn Du đã lột tả trong truyện Kiều. Thời nay gian thương hám lợi thì có thể đánh đổi tất cả để lừa gạt kiếm tiền trong cái mồ hôi, trên cái công sức của cái người mới chơi. Sau đây thì em xin trích một cái bài viết mà trên Facebook của em Lê Trọng Kiệt đã nói lên những các cái tình huống, những các cái trò bịp bợm lừa đảo trong thú chơi hoa lan mà em ấy đã từng gặp và đã thấy trước đây. Một là lừa người mới chơi tặng lan và không bao ship. Những các cái đơn hàng mà tiền gửi ship chậm thì rất là cao, nhưng mà khi nhận cây mở ra rồi thì ôi, toàn là những các cái cây héo úa, thậm chí là chết. Và cũng vậy là xong, xác định là hàng cho tặng free nên là cũng thôi kệ. Thứ hai nữa là bán lan thật, nhưng sau đó một thời gian thì hô là nhầm cây và yêu cầu là trả cây hoàn tiền. Thì đây là một cái trò lừa đảo phổ biến đối với những các cái cây lan hàng va, mà khi mà lúc bán và giao dịch với nhau ấy thì là giá cây còn đang rẻ. Sau một thời gian thì giá cây lên giá gấp 2, gấp 3 lần. Thì cái người bán nói là bán nhầm cây và xin hoàn lại tiền và chuộc lại cây. Một cái lừa đảo thứ ba nữa là bán hàng xổ số xanh sạch, nói là hàng bóc rừng nhưng thực ra thì nó đã có hoa ở nhà người ta mất rồi. Bốn là bán hàng thì không ghi rõ quy cách, phẩm chất, gây người mới chơi thì cứ tưởng là hàng rất là to đẹp. Cái mục thứ năm ấy là quy chụp một cái loại mặt hoa nào đó mà nó cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà lại cứ làm quá nó lên và bán với cái giá là rất là đắt. Sáu là bán hàng gieo hạt, là cây trí và cây huế gieo hạt đấy. Nhưng thực ra thì các bác đã biết rồi, những các cái cây này thì nó rất là hiếm,
có những các cái cây con sau này có thể nở hoa giống mặt cây mẹ, và có khi là bán những các cái cây công nghiệp, nói là cái cây con của cây trí và cây huế, chào bán một cái mục thứ 8 nữa là chào bán một cái cây giá rất là mềm trên những các cái hội nhóm, nhưng sau khi đó thì lợi dụng anh em tin tưởng và ham rẻ thì bán một cái cây khác, nói rằng cái cây đó thì bán mất rồi và gạ lấy cái cây khác thì đẹp hơn và chỉ thêm một ít tiền, và thế là đã là lách luật của hội và đã bán được những các cái cây mà có giá trị nó khác đi. Thứ 9 là đang bán cây giá thấp để câu view, sau đó thì lại là sửa lại đơn giá và với một cái giá cao hơn rất nhiều. Thứ 10 là bán cây thật chuẩn cây nhưng mà mông má lại do cây bị vỡ, họ dùng các cái keo dán rất là tinh vi không thể biết được. 11 là bán cây hàng va xong thì tìm một cái cây xanh sạch thân thủ gần giống, rồi là tẩm thuốc, sau đó thì người đưa về cây về trồng thì sau một thời gian là chết rồi. Cái mục này thì cái mục mà các bác rất là lưu tâm, tức là khi các bác bỏ tiền ra thì các bác bỏ tiền ra mua một cây hàng va. Đấy, nhất là trong những các cái dịp mà cuối năm mà cây rụng hết lá rồi, thế thì người ta sẽ bán cho bác cm và một cái cây hàng va, nhưng cái cây này thì đã rụng hết lá rồi và khi mà các bác đưa về trồng thì chỉ biết là cây thối và từ từ ra đi, nhưng các bác không biết được rằng là trước khi người ta giao cây cho các bác thì người ta đã ngâm thuốc rồi, về chỉ có sau có nửa tháng hoặc 1 tháng sau đến 1 tháng rưỡi sau là cây sẽ chết sớm. Cái mục thứ 13 nữa là cố tình bán sai nhưng vẫn hoàn lại tiền vì nó là một cái trò huy động vốn. Cái mục thứ 14 là tạo hội nhóm và nâng giá một cái cây lên, đánh bóng tên tuổi và nâng giá lên một cái cây để kiếm lời. Cái mục thứ 15 nữa là lợi dụng lòng tin của những các cái đơn hàng đầu giá trị nhỏ, sau thì lớn dần, rồi đến một cái vố to thì là bùm. Tiếp đến là cái mục thứ 16 là lấy trộm ảnh của người khác và đem bán cây, những các cái cây không có giá trị. Xin thưa với các bác là đó là những các cái chiêu trò mà đã ngốn của anh em mới chơi lan rất là nhiều tiền. Từ những các cái cây phi điệp cho đến những các cái cây kiếm, rồi đến những các cái cây lan khác. Và hôm nay thì em cũng xin gửi đến các bác một cái bài viết của cái Facebook là Thầy Lan. Thì thầy còn nói đến một cái chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi. Bây giờ em xin gửi đến cho các bác để cùng nghe và cùng rút kinh nghiệm. Là mình đến chơi nhà một chị bạn là giáo viên, thì thấy chị ấy khoe là mua được một cái cây lan rất là to và giá thì lại rất là rẻ. Rồi kể lại với mình là đi du lịch Sapa, trên dọc đường thì gần khu bán lan thì gặp hai vợ chồng dáng vẻ là rất giống khách du lịch. Trên tay anh chồng thì cầm 3 cây lan, còn chị vợ thì cứ mắng xơi xơi ấy. Nhà đang khó khăn làm gì mà có tiền để bỏ ra mà mua lan. Chị giáo viên thấy tội nghiệp nên là chị mình động lòng trắc ẩn hỏi: thế các em mua hết bao nhiêu tiền thì để chị mua lại cho? Vợ anh chàng kia bảo: ôi may quá, có 500.000 thôi chị,
chị mua giúp em với. Thế là chị mình đưa tiền cho họ và mang lan về trồng, và cứ nghĩ là mua được lan Đai Châu giá rẻ. Đến khi mình vào chơi thì chị ấy mới khoe và mình ra xem thì hóa ra ba cây lan to dài, đó là một cái cây to nhất là cây Huệ Đồng, và hai cây to vừa phải đó là cây lan Ngô hay còn gọi là Đại Lan. Những cái loại lan này thì rất là xấu, hoa nở thì không có gì là đẹp. Thì mình mới liền bảo là có lẽ vợ chồng nó diễn kịch để bán lan dởm cho chị rồi. Chị bảo thôi không sao, chỉ là mấy trăm bạc, vì lúc đó thấy con vợ mắng thằng chồng quá nên là chị mới thương hại mới mua giúp cho. Đấy, xin thưa với các bác là phải chăng đây cũng là một cái chiêu trò gian thương, và với những các cái người mới chơi lan thì rất dễ là dính bẫy, cũng chẳng đáng. Nhưng nếu những người phải chăng đây cũng là một cái chiêu trò của bọn gian thương, và với một người dính bẫy thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng nếu nhiều người dính bẫy thì đó lại là cũng cả một vấn đề. Vâng, đấy là cái bài viết mà trên Facebook của anh có cái tên là Thầy Lang thì em vừa xin gửi đến các bác. Thưa các bác thì em vừa mới gửi đến các bác một cái bài viết những các cái chiêu trò bị bợm và lừa đảo trong thú chơi hoa lan. Rất mong các bác hãy cảnh cáo trong khi mua và giao dịch, sưu tầm những các cái cây lan đẹp, cây lan quý, những các cái cây lan có giá trị về chơi và về chăm sóc. Thú chơi nào cũng thế, nó đều là cái món ăn tinh thần, mà cái món ăn tinh thần đó thì lại sản sinh ra vật chất để nuôi dưỡng cái thú chơi, thì cuộc chơi của chúng ta nó mới bền, nó mới kéo dài. Và chúng ta không nên bị và hạn chế những các cái cú lừa đảo ngoạn mục của những các cái kẻ gian thương. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau. Nếu các bác thấy hay thì xin các bác hãy quan tâm ấn cho em một đăng ký cũng như một like, lấy động lực em sẽ làm với các bác những các cái video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.